con này được không gì vậy trời, vậy anh gì vậy trời, anh thử gửi cho em cái ảnh xem, em nhìn xem có nét giống không ạ. Chị ăn lấy thì hạnh phúc ấm no. Là ấm no giữa trưa. Mai này em sẽ nấu cơm hộp kho cá với thơm ngọt ngọt cá bóng đêm. Để nuôi cá và trồng rau với Huy đi á hả? Thế anh Huy có vườn với có ao chưa? Ok. Ok luôn. Giống khác mỗi mặt, đúng rồi, giống nhau khác mỗi cái mặt thôi. Chua, chua mà đã rủ về rồi. Ngày ba bữa là ấm no. Ba bữa là sợ luôn. Tôm một cái là 5 giây. Thì bạch bạch 49 cái là gì vậy trời? Không đến sáng được. Đến đêm là cũng được á. Nếu mà được như vậy là em tình nguyện em ngồi từ đây đến giờ đến 21 giờ luôn ạ. Hello, em luôn bình an. Không nuôi cá nữa thì trồng rau em nhỉ? Dạ vâng ạ, trồng rau cũng được anh ạ. Tại vì rau bây giờ rau ngoài kia nhiều thuốc sâu á. Bây giờ mình trồng rau sạch mình ăn. Cho cái cơn mưa. À, cho em cái cơn mưa đi, em đi ngủ nè. Nhạc nó hay tính là mày chả hay. Cảm ơn anh Sơn, cảm ơn anh. Hello anh Toàn. Bắt đến chị nha. Ủa sao bắt đến chị? Mà cũng hợp lý. Quá hợp lý anh ạ, biết đâu giàu được anh. Kiểu mình trồng rau, rau của mình ngon, rau của mình sạch. Thế là mọi người ai cũng mua. Thế là giàu luôn. Dỗ em đây, ủa sao lại dỗ em hả? À? Mà anh Sơn sinh năm bao nhiêu hả? Có khi lại nhỏ hơn tuổi em á. Hello JP, đúng rồi cháu luôn. Ai biết đâu được. Ủa alo tự nhiên dỗ em vì em xứng đáng. Ủa alo em có làm gì anh đâu. Anh nhỏ hơn em 2 tuổi là anh sinh năm bao nhiêu? Hello JP, hello anh Sơn. Hello anh Hiếu nha, còn sớm mà. Hello, có hello anh đâu. Nói về á. Anh qua đây. Hello em Sơn, cảm ơn anh Hiếu. Em bao nhiêu tuổi? Em năm nay 21 rồi. Cảm ơn anh Lâm. Đúng rồi, 2 căn 2. Hơn anh 1 tuổi. Anh sinh năm 2003. Đây là em mồi. Anh mà để ý em chưa, dạ chưa anh ạ, em đang ế lắm. Ông là con trai mà. Tối qua thì có like không? Tối qua thì có like đến 11 giờ đêm luôn.
lấy chồng Nha Trang không á?